chắc các bạn đã thấy kênh Nguyễn Huy Lắp. Chào các bạn đã thấy kênh Nguyễn Huy Lắp cuộc sống nhà trọ và trồng xo. Hôm nay vợ mình nấu món thịt bằm chiên với thịt bằm chiên nấu canh các bạn, canh tầng ô, canh tầng ô thịt bằm. Đến đây mình vợ mình đã bỏ đổ nước mắm vô rồi các bạn. Đây là thịt bằm các bạn. Bây giờ bỏ bột nêm vô. Còn bên đó là dạ mình cháy củ hành các bạn. Coi chừng nha, coi chừng nó rớt theo. Nó em kéo nó chạy á. Không có củ hành cháy là em không ăn. Ừ. Không ngon. Cứ chút đó cháy cho em đổ vô đây hay là anh không bỏ có hành cháy thì để hành cây chứ. Em chút ngon. Chút là hành đó em đổ vô đó hay là quay ngược lại, đổ ngược lại. Đổ vô đây thì mới trộn lên. À đổ vô thịt mình cháy cháy xong cái mình đổ vô thịt mình trộn phải không? Chứ không phải mình bỏ vô trộn vô. Nhắc chiên mới chiên mà. À. Giá thì nó căng. Vậy thôi. Bỏ vô sao được? Ừ. Trời ơi. Đau quá. Chịu lớn luôn. Vô nhỏ. Đây vợ mình cháy con hành sắp chín các bạn. Đó được gì được rồi nè. Thơm rồi nè vợ. Có cái hơi màu vàng rồi đó. Bây giờ vợ mình bỏ con hành vô trộn các bạn. Rớt rồi. Trộn vô thịt. Đây. Hôm nay chút chiên luôn. Ừ. Dạ chút chiên luôn. Chiên thịt luôn phải không? Ừ. Rồi trộn lên. Cái này thơm ngon lắm nè. Nó vậy. Trộn ra ngoài luôn kìa. Đau bụng. Tự nhiên đâu muốn ăn. Luôn muốn ăn. Tranh thủ làm nhanh là ăn mà cơm bây giờ. Mà nấu cơm chưa? Bật nút vào vậy. Giảm chiên luôn nè. Ừ. Chiên thịt luôn ha. Chiên thịt mình nấu canh luôn ha. Ừ. Thì trước canh sau. Ừ. Có cái đồ ấy không? Lấy cái muỗng đi nha. Cái muỗng gì vậy? Trời không có cái muỗng đó được rồi. Sao nào? Sao bây giờ không lấy cái tô bự á? Đồ nhỏ như thiên dướng sao vậy? Không sao, cái thịt nhạt không có canh. Ừ. Có mỡ nữa. Thấy có mỡ nữa. Để đại nha anh ha. Ừ, để đại, để lên cái mình đè ra. Đè ra, đè mỏng ra. Được rồi. Mà mỏng nữa vậy, mỏng nữa chút nữa. Mỏng như vậy ăn đó thì đúng rồi. Rồi lật lên, lật lại. Lật lại luôn. Đó, vậy hay quá. Không được, phải ngoái mới lật được. À. Được rồi. Sợ nát quá à. Không có nát. Nát ơi. Thôi để không làm đi. Đây, để không làm thấy giờ bị văng rồi đó. Xem làm nào. Nhìn thấy giờ bị văng, bị phỏng. Phỏng quá. Như thế nào không thế? Làm đi. Ừ. Chứ lửa luôn đi. Rồi, đó. Mỏng quá à. Chiếc đũa đây. Em chở về lâu lắm á, em đợi cho nó chín rồi em chở luôn cái một. Ừ, chắc mình trả lời lần nữa. Ừ. Sao đem vô vậy? Cầm thủ rồi sao đem vô rồi? Dạ, quay sao bây giờ? Được rồi.
Đã chín luôn ha. Đúng rồi, giờ nó đúng á, giờ chín luôn dễ cỡ ha. Giờ chừa miếng chúng mình nấu canh không vậy? Tục hai tục nữa ha. Với tục nữa luôn với nó canh. Cái canh mình để nguyên vậy mình bỏ vô luôn á trời. Chắc chiên chứ. Chiên nữa hả? Chiên giòn chứ. Dắp chiên. À dắp chiên cái mình bỏ vô á. Ừ. Rồi đó, mấy bạn con. Nãy giờ quên. Chị là mau. Mau không vậy? Chị bị nát rồi hả? Có miếng này bị nát rồi. Cái này bị gãi đứt cái đầu không sao. Miếng này đâu nát đâu. Không có hết, không có hết. Không ai thấy gì hết vậy. Rồi. Bây giờ mình trở về nhé các bạn. Vàng rồi nè. Chuẩn bị chín nè. Cái này hơi bị dụng mà. Sắp chín rồi. Trời ơi, vàng tươi luôn, vàng đá luôn. Lại có cái nữa. Oh yeah, ngon. Rồi. Ok, vàng rồi, đẹp rồi. Chín miếng rồi, tắt lửa. Giờ nấu canh, nấu xuống. Giờ nấu canh đó các bạn. Giờ mình đổi ra nồi mình nấu canh nha các bạn. Canh tần ô với thịt bằm. Đây, thịt bằm đây. Tần ô, một đũa tần ô luôn. Rồi bây giờ nước sôi các bạn, mình bỏ thịt bằm thử các bạn. Chứ rồi ăn cục đi ha. Dạ. Chứ giờ đã không ấy được rồi. Chứ bỏ lại cục cục vô đi, cái mình nấu lên. Để vô cái đó, nó cứng này liền luôn á. Dạ ơi. Nước nó sôi kìa. Giống cái lửa vậy nè. Nó trơn. Trời, sắp rớt luôn hả vậy? Ừ. Không sao. Đây, nồi thịt bằm đây. Thịt bằm nấu canh. Thịt bằm nấu canh tầng ô. Để đêm đi vậy. Ừ. Niêm xong mình bỏ rau vô hay là đồ, bỏ rau vô niêm vậy? Niêm trước luôn hả? Trước luôn có sao đâu. Xong. Xong thì bỏ vô. Xong rồi dớt bọt vậy. Bột cái thịt dơ. Luôn ngồi luôn. Mới ăn vụng này rồi còn nói nữa. Rồi bây giờ thịt chín nè các bạn. Bây giờ vậy mình bỏ rau vô các bạn. Bỏ rau từng ngô vô. Không hết rồi, hay đổ thêm miếng nước vậy. Sao hết. Hết xuống luôn, tại cái này nó rau mà. Rau sợ lắm. Mình làm ít nước thì nó ăn ngon. Nó chắc. Vì nước giờ được nè, nó sao đâu. Còn nổi nước mà. Nấu chứ sập chứ. Mấy cộng với nhiêu. Chứ là không nhiều á. Vậy á. Thôi, một nồi canh hoàn thiện. Chưa. Giờ mình trộn thịt bằm lên. Coi chừng nóng quá vậy nè, 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 để tôi cầm nè. Cầm qua. Giờ đang bươi kiếm gì vậy giờ? Kiếm hả? Kiếm trên hấp dẫn.
vậy đó, phải vậy mới được. Dạ lấy hành bỏ vô không? Không, nghe đâu còn hành. Ngon quá. Nhìn giờ hấp thấy thèm quá. Rồi, xong. Vậy xong hả dạ, chín hả? Ồ, trời ơi, thịt bằm đã chín rồi các bạn, người nhìn ngon. Nồi canh thịt bằm từ ngô. Canh từ ngô thịt bằm. Xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn những video theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Vlog. Vợ chồng son, cuộc sống nhà trọ. Nhớ đăng ký, nếu thích thì đăng ký kênh để ủng hộ Nguyễn Vlog cùng vợ nhé các bạn.